Bản tin nóng siêu vắn ngày 12 tháng 8 2021. Tin dịch siêu vắn. Sáng ngày 12 tháng 8, Bộ Y tế cho biết ghi nhận thêm 4.642 ca mắc mới COVID-19. Tổng số ca mắc mới trong ngày 11 tháng 8 là 8.776 ca. Tiến độ tiêm chủng ngừa COVID-19 tiếp tục được triển khai nhanh, đến nay đã tiêm được trên 12 triệu liều vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện 2 ổ dịch mới, trong khi đó thì nhóm bệnh nhân F0 đang điều trị diễn tiến nặng gia tăng, hiện có hơn 1.500 trường hợp đang phải thở máy. Bộ Y tế đồng ý để Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng 1 triệu liều vaccine Verocell. Thành phố Hà Nội tổng lực xét nghiệm 3,3 triệu mẫu ở 3 nhóm đỏ, da cam, xanh. Đồng Nai vượt mốc 10.000 ca, cấp thiết giãn cách nhà trọ công nhân. Được cấp thêm vaccine, Thành phố Hồ Chí Minh tăng tốc tiêm kỷ lục 310.342 liều trên ngày. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cho phép thu phí tiêm vaccine. Thiếu nhân lực chi viện cho các tỉnh miền Nam chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh phản hồi Bộ Y tế về việc mua 5 triệu liều vaccine Moderna. Bắt quả tang lô thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu vào Thành phố Hồ Chí Minh từ Trung Quốc. Vaccine Sputnik V của Nga hiệu quả 83% trong ngăn ngừa biến thể Delta. Đã tìm được bệnh nhân COVID-19 nghiện ma túy nhảy lầu bỏ trốn ở thị xã La Gi, Bình Thuận. Thêm gần 218.000 liều vaccine COVID-19 Pfizer về Việt Nam. Tin trong nước siêu vắn. Bộ Y tế ghi nhận giải trình máy thở giá 455 triệu đồng, công ty kê khai gấp đôi. Sapa, cháy nổ lớn ở cửa hàng bán gas thiêu rụi cả nhà hàng xóm. Doanh nhân Sài Gòn dành khu nghỉ dưỡng cho công nhân, học sinh ở trọ miễn phí trong dịch COVID. Siêu dự án King Bay tính tiền sử dụng đất đai, kiểm toán thì yêu cầu xử lý trách nhiệm. Nhiều đôi nam nữ mở tiệm ma túy tại khu vực biển Đà Nẵng. Hà Nội áp giá đền bù hơn 47 triệu đồng trên mét vuông mặt phố Chùa Bộc để lấy đất mở rộng đường. Nhạc sĩ Thanh Châu qua đời ở tuổi 66. Nghệ An khởi tố đối tượng nuôi nhốt hổ trái phép trong nhà. Thành phố Uông Bí có tân chủ tịch. Cao tốc Hà Nội Hải Phòng giảm 30% phí từ ngày 12 tháng 8. Hacker vụ BKV nhận là người Việt đang sống ở nước ngoài. Petrolimex giảm 500 đồng trên lít xăng dầu tại các địa phương đang giãn cách xã hội. Xôn xao clip nhân viên Bách Hóa Xanh dọa tao phang chết mày khi khách phản hồi về hộp đường vừa mua đã hết đát. Bị dân mạng lên án, dược phẩm Vinh Gia lên tiếng trùng tên sản phẩm thực phẩm chức năng với vụ Bộ Y tế đang nghiên cứu thuốc chống COVID. Tin kinh doanh sơ vắn. Giá vàng tụt dốc, nhà đầu tư lỗ ôm giữ vàng một năm qua lỗ thảm hại. Hàng không lại cầu cứu vì Hà Nội chống dịch ba tại chỗ với cả nhân viên sân bay. Kiểm tra toàn diện các đại lý sản xuất kinh doanh phân bón tăng giá đột biến. Đơn hàng nhiều, doanh nghiệp dệt may đồng loạt lãi cao trong nửa đầu năm 2021. Giá xăng không thay đổi, giảm giá các mặt hàng dầu. Nhà đầu tư ngoại khoái khẩu với bất động sản logistics. Môi giới thời COVID-19 mòn mỏi chờ đợi hoa hồng. Đất vàng phố cổ treo biển bán cả năm nhưng không ai mua. Đà Lạt Milk bị phạt hơn 300 triệu đồng vì vi phạm bảo vệ môi trường, xả thải không phép. Ông lớn công nghệ xin rót 1,2 tỷ đô la Mỹ vào Bắc Ninh, dự kiến thuê hơn 4.000 công nhân tại Việt Nam. VCCI đề xuất nâng mức giảm tiền thuê đất lên 50% cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi COVID-19. MSB sẽ bán 100% vốn công ty tài chính, có thể sớm xin ý kiến cổ đông về bán vốn cho đối tác nước ngoài. Công bố kế hoạch IPO, Tiki được rót 20 triệu đô la Mỹ từ nhà mạng lớn thứ hai Đài Loan. Tin khám phá siêu vắn. Giới siêu giàu đổ sang Singapore mua nhà. Cảnh báo nhân loại chỉ còn 4 năm nữa cứu trái đất khỏi thảm họa diệt vong. WHO thử nghiệm 3 loại thuốc điều trị COVID-19. Bài dân ca Việt Nam gây bão mạng xã hội Trung Quốc. Mở hộp Galaxy Z Fold 3 đầu tiên tại Việt Nam. Biến thể Beta dường như có đặc tính nguy hiểm hơn cả biến thể Delta. Tin ý tưởng làm giàu không khó siêu vắn. NASA tuyển người sống thử trên sao hỏa một năm có trả lương, yêu cầu quan trọng là không say tàu xe. Logivan, Logi, Net247, Huzing, các ứng dụng công nghệ trong vận hành và mới lọt vào danh sách các startup đáng chú ý tại châu Á. Nhiều triệu phú đô la ẩn mình, ban ngày bán rong lề đường, tối thì nghiên cứu đầu tư bất động sản, tậu ô tô. Tin giải trí thể thao siêu vắn. Thủ môn Kepa giúp cho Chelsea giành siêu cup châu Âu. Áo đấu của Messi ở PSG cháy hàng chỉ sau 20 phút. Messi gia nhập PSG làm tiền ảo của đội bóng này tăng gấp đôi. Messi đưa PSG trở thành đội thể thao trả lương cao nhất hành tinh, 8.000 tỷ đồng mỗi năm. Ca sĩ Việt Quang qua đời. Tin thế giới siêu vắn.
Có gần 9.000 người ở Đức phải tiêm lại vaccine ngừa COVID-19 sau khi một y tá cháo vaccine bằng nước muối sinh lý. Vụ việc xảy ra vào đầu năm nhưng mới được phát hiện gần đây. Vụ hack tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay, hơn 600 triệu đô la Mỹ bị mất trộm. Cháy rừng càn quét cả đất nước, người Hy Lạp tuyệt vọng chống cự lại thảm họa chưa từng có trong lịch sử. Ít nhất 10 bang tại Ấn Độ ghi nhận hệ số lây nhiễm gia tăng trở lại. Trung Quốc lại chao đảo trước biến thể Delta. Con số đang báo động với Elon Musk, doanh số Tesla ở Trung Quốc giảm 70% trong một tháng. Bản tin nóng siêu vắn tiếp tục họp siêu nhanh siêu ngắn phát lúc 7 giờ sáng hàng ngày. Hãy dành vài phút nghe đọc để biết thế giới xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Quý vị thấy bản tin hấp dẫn thì like và comment ủng hộ thêm bản tin bằng cách theo dõi các kênh podcast và YouTube nhé.